vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Xin chào quý anh chị em đến với chương trình Duy Nguyễn Vlog thực hành. Trong chương trình hôm nay thì Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật gánh đùi và squat làm thế nào để cơ bắp được kích thích tối đa. Thông thường đó thì các anh chị em sẽ tập đó, gánh đùi là một bài, có thể là anh chị em sử dụng bài regular squat, đó là cái bài sau đây nó rất là phổ biến và anh chị em khởi động có thể nó sai cách, hoặc là cái cách gánh đúng kỹ thuật nhưng mà cách tập nó sẽ không đúng, nó làm cho cái cơ bắp chúng ta nó không được kích thích nhiều nhất và trong khi chúng ta phải nỗ lực quá nhiều, nó đau đớn trong gym là như vậy. Chúng ta nỗ lực quá nhiều, chúng ta tốn quá nhiều công sức, trong khi kết quả chúng ta đạt được nó không bao nhiêu. Đó là sai cách tập, chứ không phải là sai cái động tác. Đa phần mọi người kỹ thuật động tác là lành rồi, tập bây giờ nói chuyện là squat mà sai cái động tác đó là nó rất là khó, đúng không? Nhưng mà cái cách tập, cái cách bố trí bài tập, cái cách giữa set và cách nghỉ nó không phù hợp. Thì hôm nay Duy Nguyễn sẽ làm cái vlog hướng dẫn các bạn từ cái bước khởi động và cái bước tập sao cho nó ok và nó khoa học nhất, để chúng ta tăng cái sự kích thích cơ bắp trong cái bài kỹ thuật squat và cái kỹ thuật gánh đùi. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hai máy tập, thứ nhất là máy Smith Machine và thứ hai là Full Power Rack. Tại sao không sử dụng một máy? Đây là một bài tập rất là quan trọng, đây là một bài tập cốt lõi trong cái bài tập, trong cái ngày tập mà chân mông đùi chúng ta. Mà nếu chúng ta sử dụng một máy á thì cái sự kích thích cơ bắp nó rất là hạn chế, đúng không? Nếu mà các bạn sử dụng Smith Machine thì các bạn chỉ kích thích được ở Smith Machine, các bạn không kích thích được ở những cái kỹ thuật của bài squat. Và squat bằng máy power rack nó sẽ kích thích khác, ở Smith Machine nó sẽ kích thích khác. Ở cấp độ kỹ thuật thì cái động tác là dễ tập hơn, động tác này khó tập hơn, nhưng không có nghĩa rằng cái động tác dễ tập nó sẽ mang cho bạn một kết quả kém hơn, động tác khó tập nó sẽ cho mang cho bạn tốt hơn, không có khái niệm đó. Và rất nhiều người cố tình tuyên nhiễm tuyên truyền với các bạn rằng là bài rack này, cái khung bao đắp này sẽ cho các bạn kết quả tốt nhất. Trên đời không có chữ tốt nhất chỉ mỗi một máy, mà phải là sự kết hợp của nhiều cái. Vậy thì ở cái bài tập này chị sẽ nói sơ qua, nó rất tốt cho cái việc cảm nhận cơ, rất tốt cho việc cảm nhận cơ ở một cái khối lượng tạ nhẹ. Bài tập này rất hiệu quả, rất ok và rất tốt. Còn ngược lại, ở bài tập tạ nhẹ cái máy này chẳng có gì cả, vô múa mà. Với cái máy này phải tập ở khối lượng tạ đúng nó mới có kết quả, còn cái máy tập này tập ở khối lượng tạ nhẹ rất kết quả. Vậy thì mặc dù mang tính chất khởi động nhưng không có nghĩa là khởi động mà tôi chỉ làm nóng, không có. Làm nóng là vậy nè, đó là nóng. Còn khi mà chúng ta khởi động làm quen khối lượng tạ thì chúng ta cần phải tận dụng tối đa những cái ưu thế của những bài tập nó mang lại. Bạn thấy tại sao Duy Nguyễn tập mạnh, bạn thấy tại sao Duy Nguyễn tập nặng, và thấy tại sao Duy Nguyễn không bị chấn thương. Đó là Duy Nguyễn phải làm đúng cách, chỉ có vậy thôi. Hầu như các bạn khởi động rất là sai sách, bạn vừa bạn múa vài cái xong rồi nằm bên kia ở đây ngực hì chả nó cũng bị cá. Bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt nhất cho nó được, bạn chưa có một sự chuẩn bị tốt nhất cho buổi tập. Ít ra tinh thần của bạn phải như vậy, như vậy nè, hưng phấn sảng khoái, cơ bắp nó căng không độ tương đối và mồ hôi nó chảy ra như vậy chúng ta mới sẵn sàng cho một buổi tập, chứ không khái niệm vô tập. Thì bây giờ giả sử như tiết lộ cho bạn cái mức tài giả bộ đó là Duy Nguyễn sẽ gánh đùi ở 80kg, chứ bình thường là Duy gánh 88 nha các bạn. Đó bình thường gánh 88 mà này làm liếc hướng dẫn thôi, cái này là tập vai với Duy phải tập chân. Chân qua mới tập rồi, hôm qua mới tập banh chằng cái chân luôn rồi nè, cái chân đi nết đề nó lấn lết luôn bởi đó. 180kg vô. Hôm nay là quay cái vlog về chân nên Duy sẽ giả sử mức tạ bây giờ 80kg. Vậy thì tôi khởi động sao để lên 80kg đây?
có rất là nhiều cách khởi động. Bạn có thể khởi động một phút tạ, khởi động hoài, xong rồi bạn lên phút tạ nặng luôn, như vậy bạn tập không tốt đâu. Cái đó khởi động sai. Cách khởi động đúng nhất là khởi động như Duy. Tất nhiên là Duy không có cố định cái số bếp cho các bạn nha. Nhưng mà bây giờ Duy sẽ khởi động. Bên đây là nhiêu? Cho là 40kg. Đúng chưa? Cái này 10, cái này 10 đó là 20. Cái này 20 với 40. 40, xong rồi Duy sẽ lên 50, sẽ lên 60. 3 set khởi động. Xong rồi Duy sẽ qua 80. Không phải khởi động bắt OT. Tức là Duy khởi động bình thường. Khởi động bình thường nên Duy sẽ cố định số rep là 8. Số rep là 8 nha. Còn khởi động bắt OT thì mai mốt qua tới cái chương trình mà giáo án bắt OT thì Duy sẽ chia sẻ bạn cách khởi động kỹ hơn về bắt OT. Còn bây giờ khởi động để tập cho áp lực cơ bắp, để cho tác động cơ bắp, để hiệu quả cơ đùi tốt nhất. Lên body. Hoặc là bạn vẫn có thể áp dụng sau bắt OT cũng được. Tất cả hai cái khởi động này, cái nào cũng có nguyên lý của nó cả. Rồi bây giờ vô. Các bạn có biết tại sao Duy nói là khi mà tập với cái máy Smith Machine này á thì là cái nó rất là hiệu quả, những cái rất hiệu quả của tạ nhẹ không? Tạ nhẹ là tạ dưới sức á. Đó, giống như là Duy nãy Duy nói các bạn là Duy tập là 80kg thì bây giờ chưa tới 80kg là dưới sức. Ví dụ như 75kg hay là 70kg gì đó cũng là dưới sức. Bạn thấy không? Cái đường đi động tác cũng băng rồi. Đó, chạy cái trục dọc lên xuống, lên xuống, lên xuống. Thì bạn chỉ cần để cho cái cây á nằm giữa đùi bên này nè, nó rớt lên rớt xuống, rớt lên rớt xuống giữa đùi như là ok, dễ lắm. Mong đưa ra xa một tí, đầu gối không dùng quá mũi chân thôi. Vô khởi động set đầu tiên, các bạn chú ý nha, cái này là cái cách khởi động và cách tập để tác động cơ đùi tối đa, tác động cơ mông tối đa, nó có áp lực nó tối đa trong ngày. Tập chân, tập squat gánh đùi. Không đây. Xong ta tự thảo lên tạ thôi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Mồ hôi đã đổ, mồ hôi đã đổ. Mệt chứ, phải động thêm cho mình mệt đó. Rồi nghỉ giữa set rất là quan trọng. Uống BCA vô nghỉ đúng 30 giây nha. Lần khởi động số 2 tăng thêm 5kg bệt. Ở bên động tác squat làm sao mà đứng được tư thế này, nó đè lủng người luôn. Sự kết thúc hoàn toàn khác với hai máy. Bạn nhớ khởi động là nhẹ, nhưng mà khi chúng ta khởi động chúng ta vẫn phải tác động cơ bắp, chúng ta vẫn phải có được những giá trị tốt nhất của cái bài tập khởi động này, chứ không phải khởi động chỉ dừng lại ở mức làm nóng cơ thể. Lần khởi động số 3 20kg bên, 40 cây 60. Đàn chim vui líu lo qua vườn chuối, nơi hạ nguồn chính con sông gặp nhau, theo nhau về hương phù sa thơm ngát, mang vị ngọt đến từ miền đất quê. Uống ngậm BCA, lên tạ, tập liền. 4 set khởi động cực kỳ đáng giá. Nếu bạn đúng, làm đúng như vậy, các bạn hãy cảm nhận đi. Trước khi đi vào set khởi động này thì các bạn cứ tưởng tượng đi. Mặc dù chúng ta khởi động 4 set, nhưng nó là những set tập vô hình, nó là những set tập tiền đề cho cái bài squat. Cơ đùi của bạn đã được kích thích rồi, nó gần như là tối đa, nó gần như là toàn diện rồi. Cái hệ năng lượng của bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những mức tạ nặng nhất. Vậy thì với những mức tạ nặng nhất, tôi phải chinh phục bài regular squat. Có nhiều sức chơi hết nha. An toàn, tự tin
hiệu quả trong từng rep dẫn đến từng set. Chúng ta tập ít nhưng chúng ta phải hiệu quả, chứ không phải chúng ta tập quá nhiều sau khi chúng ta đã trả được gì cả. Các bạn nhớ cái triết lý này. Vô. Hồi nãy dừng chân chân rộng, bây giờ chân hẹp. Tôi có quyền, tôi có động mà tôi có quyền. Tôi có thể tập những cái biến thể khác nhau trong cùng một bài squat để tôi đạt được kết quả tối đa. Ví dụ như nãy mình thấy gì sẽ để rộng. Đó, có khi gì để mở bê tí, khi gì để dày, giờ gì để hẹp lại. Có quyền, có quyền. Đối với mức tạ dưới sức và đối với cái máy mix machine, chúng ta có thể có quyền tập biến thể tất cả những thực squat để cho cơ bắp chúng ta được tác động đồng đều, đa dạng nhất từng cái vị trí cơ nhỏ nhất. Ví dụ trong này, ở ngoài đây, ngoài đây thì cái đùi các bạn mới đẹp được, cái đùi các bạn mới đều. Hít. Mùa nay đã đổi, khi tình anh luôn dõi bước theo em, khi tình anh luôn dõi bước theo em. Xong khởi động, vai trò của Matt Smith đã kết thúc. Rồi bây giờ chị sẽ minh họa cho các bạn một cái clip gánh đùi thật sự. Thật sự là mình làm nói chuyện là đúng khối lượng tạ của Duy thôi, mà trong cái video này Duy ví dụ là 80kg nha, 80kg. Thì khi chúng ta gánh với một khối lượng tạ đúng sức á, thì chúng ta phải sử dụng cái máy này. Cái máy này nó là freeway tối đa và nó là máy tập khó nhất. Đó, chúng ta phải tự điều khiển tạ và chúng ta phải tự gánh tạ cho làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà bây giờ là khối lượng tạ chúng ta có phải cẩn thận, phải có đai. Trong trường hợp tập thiệt á là Duy có dây quấn gối nữa nha các bạn. Có dây quấn gối và đang cứng nữa. Còn trong clip này là minh họa cho các bạn hiểu được cái cách tập đùi hiệu quả tốt nhất. Cũng là 8 rep thôi, nhưng nếu mà nặng á thì chúng ta sẽ là 6 rep, 4 rep tùy. Trong bầu trời danh vọng theo đỉnh ly duyên dành cho cuộc sống. Ây da, nó sẽ khó không? Lắc ghê không nè, lắc nè. Quá trời, trời quay ghê lắm nha, lắc ghê lắm á. Nó đằng này là khó rồi, mà khó thì nhất phải cẩn thận, phải chơi cho đúng. Đây là bài tập thiệt nha, các bạn khởi động nha các bạn. Vì chỉ quý ví dụ minh họa các bạn làm một set thôi với 8 rep tập, cường độ cao, nỗ lực, nghiêm túc. Xong. Mơ đôi tay Jim không chỉ để làm thơ mà uy lực trên từng trang chữ nhớ biến tham vọng thành sự thật khát khao, nhất body nhất danh vọng nhất thành công nhất định si lãng mạn em muốn. Cái cuối em tìm đó nha các bạn, rồi vô. Và bây giờ là set tập chính thức. Các bạn nghỉ tối đa là 3 phút. Nhớ, nghỉ tối đa là 3 phút. Cứ thế mà tập 3 set và 4 set thì các bạn. Tập như vậy bao phê, không tin thử đi. Rồi trước khi kết thúc vlog này, Duy sẽ tóm gọn lại. Các bạn muốn tập hiệu quả nhất cho cơ đùi thì các bạn cần phải khởi động đúng cách và tập đúng cách. Và cần phải kết hợp hai máy. Một máy là Smith Machine và một máy là regular squat. Máy mix machine chúng ta dùng để khởi động cho tới khối lượng tạ gần ngưỡng chúng ta. Qua ngưỡng thì chúng ta sẽ chơi cái máy regular squat, khởi động lên tạ từ từ cho nó gần với khối lượng tạ chính thức khoảng 4 set nha, mỗi set 8 rep. Cái điều quan trọng nhất là phải khởi động cường độ cao, tức là bạn chỉ được phép nghỉ giữa những cái set khởi động là 30 giây thôi. Bạn nào yếu lắm á thì nghỉ 1 phút. Đó, mà trong lúc nghỉ chúng ta phải phục hồi, chúng ta phải hít thở, chúng ta phải uống intra hoặc cao BCA. Và qua cái set tập thiệt phải nghiêm túc, phải trang bị đầy đủ đai lưng bảo hộ, dây quấn gối và dây squat. Đó là những gì mà Duy truyền tải các bạn qua cái video ngắn gọn này để giúp cho các bạn có một cái buổi tập cơ đùi nó nhanh nhất, nó ngắn nhất, nó cường độ cao nhất và nó hiệu quả nhất. Phần còn lại là các bạn hãy thử, nếu được các bạn hãy trải nghiệm phòng tập gym đẳng cấp THOL Gym Center ở hệ thống thành phố Hồ Chí Minh. Sẽ có những cái máy tập giúp cho bạn thỏa mãn được cái nhu cầu tập luyện cao nhất, cũng là như là Duy hàng ngày tập luyện ở những phòng tập này. Xin ái kính chào, chúc các bạn thành công.
trước anh là người soi hóa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sợ hãi trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng rồi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Mộng phải khi hoàng bên lá ngọc, xa ca còn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên.